Xin kính chào toàn thể anh chị em. Xin Chúa ban bình an cho chúng ta. Anh chị em thân mến, cùng với giáo hội Hoàn Vũ, hôm nay chúng ta bắt đầu tuần thánh với thánh lễ lá, thánh lễ tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu vào thành thánh Jerusalem, được dân chúng nhiệt liệt tung hô như vị quân vương vạn tuế đấng ngự đến nhân dân Chúa. Đây đáng lẽ là một ngày vui trọn vẹn với niềm phấn khởi của đám đông dành cho Đức Giêsu. Tuy nhiên, phụng vụ hôm nay cũng công bố cuộc khổ nạn thảm khốc của Ngài. Hai biến cố này cách nhau chỉ ít ngày thôi, nhưng được gộp lại trong bầu khí của thánh lễ lá. Điều này vừa cho thấy sự thay lòng đổi dạ mau chóng nơi đám đông, vừa trình bày việc hoàn tất sứ vụ cao cả của Chúa Cha mà Đức Giêsu đã quyết tâm thực hiện. Trong lời nguyện nhập lễ hôm nay, giáo hội muốn mỗi chúng ta dâng lên Thiên Chúa tâm tình này: xin cho chúng con biết đón nhận bài học Người đã để lại trong cuộc thương khó và thông phần vinh quang phục sinh với Người. Vậy bài học đó là gì? Dựa vào các bản văn của Chúa, con xin gửi lên đây ba bài học liên quan đến các nhân vật được kể, đặc biệt trong cuộc thương khó của Đức Giêsu. Trước hết là bài học về sự yếu đuối của những người muôn đời. Kính thưa anh chị em, không ít nhà bình luận đã cố gắng minh giải cho tội bán thầy của Judas rằng đó có thể phát xuất từ một chiêu thức chính trị tuyệt diệu, nghĩa là Judas muốn tìm cách đẩy được Đức Giêsu vào trong dinh tổng trấn, rồi từ đó Đức Giêsu có thể dùng quyền uy để khởi nghĩa một cuộc nổi dậy từ trong lòng địch. Tuy nhiên, xét cho cùng, lời chứng của Thánh Tông đồ Gioan là rõ ràng nhất, vì cả hai cùng được chọn làm tông đồ với Giêsu và đã gắn bó với nhau mấy năm trời. Thánh Gioan đã không ngần ngại vạch tội ham mê tiền bạc của Judas, rằng ông là người điền thủ quỹ chung, coi tiền trọng hơn tình. Đó là sự yếu đuối của Judas, yếu đuối trước sức mạnh và sự hấp dẫn của tiền bạc. Chúa Giêsu cũng đã từng cảnh cáo các môn đệ rằng anh em chớ làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền bạc. Ngày nay có rất nhiều người cũng rơi vào tình trạng yếu đuối như Judas. Fan hâm mộ của Judas vẫn còn đầy trên thế gian này. Chúng ta lại thấy Phêrô, một người được Đức Giêsu đổi tên và được trao cho vai trò làm trưởng nhóm tông đồ, rồi về sau còn được kể là vị giáo hoàng tiên khởi của giáo hội nữa. Trước lời tâm sự đầy đau buồn của Chúa Giêsu rằng tất cả anh em sẽ vấp ngã, Phêrô đã khẳng khái tuyên bố: dù tất cả có vấp ngã đi nữa thì con nhất định là không. Tuy nhiên, như chúng ta đều biết, gà chưa gáy hai lần thì Phêrô đã chối thầy ba lần. Phêrô rất mạnh miệng
nhưng lòng ông thật yếu đuối. Ông thề rất mau chóng, nhưng lỗi phạm cũng liền sau đó. Ta chưa vội trách Phêrô, bởi sự yếu đuối như thế vẫn có nơi mỗi người chúng ta. Khi chúng ta cố tình che giấu căn tính Kitô hữu của mình trước một mối lợi nào đó, hoặc để tránh những phiền toái hay nguy hại đến cuộc sống của ta mà ta đã không can đảm đứng về phía sự thật và sự thiện. Ngoài ra, tin mừng Mắc-cô còn cho biết, ngay khi Đức Giê-xu bị bắt, bấy giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Thế ra không phải chỉ có Giu-đa và Phê-rô là những người đầy yếu đuối, mà người tông đồ khác cũng chẳng mạnh mẽ gì. Họ không dám sát cánh cùng Thầy Giê-xu vì sợ liên lụy, sợ phải chịu những hình phạt như Thầy và sợ phải chết cách thảm thương. Sự yếu đuối của những người này ngày nay không thiếu. Biết đâu nó có trong mỗi chúng ta. Khi chúng ta xa lánh nhà thờ, thờ ơ lãnh đạm với các bí tích, nhất là bí tích hòa giải và thánh thể, khi chúng ta nuông chiều theo nết xấu và tội lỗi, chúng ta quay mặt lại với lời Chúa, gạt sang một bên tiếng nói của lương tâm. Bài học thứ hai là bài học từ những đám đông. Khi Chúa Giê-xu tiến vào thành thánh, Ngài được chào đón rất nồng nhiệt trong vòng vây của đám đông dân chúng, giữa tiếng reo hò vang dội. Chúng ta có thể hình dung trong đám đông ấy có giọng ca của những người thu thuế và tội lỗi đã được Chúa thứ tha, giọng gào thét vui sướng của những người bị phong cùi, bị bại liệt, đuôi mù hay câm điếc đã được Chúa chữa lành, tiếng hát của những người bất hạnh đã được Chúa ủi an, của những người yếu nhược đã được Chúa tăng sức, và có cả tiếng của kẻ chết đã được Chúa cho sống lại. Đó là tiếng reo mừng của những người nam và người nữ đã đi theo Đức Giê-xu, vì họ đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa trên những nỗi thống khổ và khốn cùng của họ. Đó là những bài ca và niềm vui bộc phát của rất nhiều những con người bị loại trừ, mà khi Đức Giê-xu chạm đến, họ đã thay đổi. Bởi thế mà họ đã vui sướng thốt lên, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Ít ngày sau, có một đám đông đã gào thét cách hung dữ để kết án Đức Giê-xu. Đám đến nó vào thật ra. Không biết trong đám đông này có những thành phần được kể ở trên chăng? Tuy nhiên chắc chắn là có một số người chủ chốt đã hiện diện trong đám đông kia, đã sách động dân chúng. Những người này tự cho mình là công chính và trung thành với lề luật, đã tỏ ra gai mắt với Đức Giê-xu từ nhiều năm qua, với nhiều sự kiện lớn nhỏ Đức Giê-xu đã thể hiện, và cách riêng với biến cố Ngài tiến vào thành thánh này. Họ là những kẻ chỉ muốn biện hộ cho mình, cũng như chỉ muốn lấy bản thân mình làm đủ, nên việc hiểu được niềm vui của lòng thương xót phát xuất từ Thiên Chúa sẽ là điều không dễ.
Đối với những người chỉ trông cậy vào sức riêng và cảm thấy mình trội vượt hơn bất cứ người nào khác, thì việc chia sẻ niềm vui ấy là điều khó khăn biết chừng. Họ không hòa mình được với niềm vui của dân chúng. Họ vẫn giữ cho mình khăng khăng trong lòng một ấp ủ thâm độc, đó là loạn trần Đức Giê-xu. Họ như ăn không ngon, ngủ không yên. Bao lâu Đức Giê-xu vẫn còn hiện diện sự gần với họ. Họ muốn loại trừ Ngài ra khỏi cuộc sống của họ. Và lần này, cơ hội ngàn năm có một đã đến. Họ đã bàn bạc kỹ lưỡng và hành động cách tàn bạo và vô nhân đối với Đức Giê-xu. Kính thưa anh chị em, đám đông trong cuộc nổi loạn để đóng đinh Chúa đã bị một nhóm chó bu giật dây. Trong đó có những người đã quen biết Chúa và cả những người chưa hề nghe tin về Ngài. Có những người đã mang ơn Ngài, có những người đang còn tâm thù với Ngài. Đám đông không tên ấy đại diện cho sự hỗn tạp của rất nhiều đám đông qua các thế hệ, kể cả thời nay. Áp lực cộng đồng, văn hóa Azure chạy theo đám đông, tôi tập thể, vân vân, là những cụm từ mà chúng ta thường được biết. Ngày nay nhiều người cảm thấy vô tư hòa mình vào trong đám đông trên các trang mạng xã hội để ném đá, ném gạch, để bêu xấu hoặc lăng mạ những con người hay sự kiện nào đó, dù lắm khi không biết rõ sự thật nó ra sao. Thói quen ngồi lê đôi mắt, nói hành nói xấu, loan tin đồn nhảm, phê phán hay lên án người này kẻ kia, dù là một vài người thôi cũng không kém là bao so với tiếng gào thét hung dữ của đám đông khổng lồ siêu nhiên dành cho Đức Giê-xu. Ước gì mỗi chúng ta đều ý thức mình là môn đệ của Chúa, dù là một số nhỏ thôi, nhưng khi ở giữa những đám đông trong cuộc sống, chúng ta mạnh đủ để không bị xách động và tự đánh mất thần tính của mình. Bài học thứ ba, đó là bài học rút ra từ nơi Đức Giê-xu. Nhân vật chính của vở kịch, hay cách khác nói là thảm kịch mà các tin mừng đã thuật lại. Có nói chữ vở kịch không phải là chuyện bịa đặt, nhưng mà là một cái nỗi thống khổ thật sự Chúa Giê-xu đã chịu sự kiện. Nhìn vào Đức Giê-xu, nhất là qua các lời nói, việc làm của Ngài trước và trong hành trình chịu nạn chịu chết, chúng ta có thể rút ra được rất nhiều bài học quý giá. Ở đây con xin gợi lên ba điều đã đánh động con một cách vắn tắt. Trước hết là học nơi Chúa về sự khiêm nhường. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã viết rằng, dù là con Thiên Chúa, Đức Giê-xu đã không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn vứt bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Cuộc
Cuộc sống hàng ngày vẫn đầy những dịp để kiểm tra nhân đức khiêm hạ của mỗi chúng ta. Chúng ta hãy khiêm tốn nhìn lại xem mình đã tiến bộ ra sao trên nhân đức này, hay vẫn còn đầy tự cao tự đại. Ta học nơi Chúa tinh thần phục vụ. Trước khi Chúa đi vào cuộc thương khó, Ngài đã làm một hành động gây kinh ngạc cho các tông đồ, đó là rửa chân cho các con. Và sau đó Ngài mời gọi một lời tha thiết: Thầy đã rửa chân cho anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Phục vụ theo tinh thần của Đức Giêsu là cúi xuống và chạm đến chỗ dơ bẩn nhất của anh em đồng. Ta có khát khao áp dụng bài học này trong cuộc sống thường ngày của mình không? Trong cộng đoàn tu trì, trong gia đình, trong xứ đạo, hay thậm chí nơi những tổ chức xã hội mà chúng ta là những người công giáo đang còn tham dự. Ta có làm cho tinh thần phục vụ của Chúa triển nở trong cuộc đời của ta không? Tiếp theo, ta học nơi Chúa khi phải đối diện với cảnh cô đơn. Tin mừng Marco thuật lại một lời duy nhất của Đức Giêsu đã thốt lên khi Ngài chịu treo trên thập giá: lạy Thiên Chúa của con, sao mà bỏ rơi con? Có lẽ suốt hành trình dương thế, đây là lúc Giêsu cảm thấy cô đơn nhất. Các môn đệ bỏ rơi Ngài, rời bỏ Ngài, đám đông gào thét chế giễu Ngài, những người hành quyết hả hê thách thức Ngài, còn Thiên Chúa thì dường như cũng lãnh mặt Ngài. Dù vậy, Đức Giêsu cũng đã gắng hết sức để thi hành trọn vẹn thánh ý của Chúa Trời. Đó là điều thật đẹp, một hình ảnh đẹp mà tin mừng Marco thuật lại cho chúng ta. Chúng ta cũng có thể bắt chước Ngài để biến những khoảnh khắc cô đơn, thất vọng trong cuộc đời của mình thành một động lực làm nên sự thánh thiện, sự tốt lành. Đó là vâng theo thánh ý Chúa và làm cho ý Chúa, nước Cha được thể hiện. Kính thưa anh chị em, ước muốn của giáo hội đối với mỗi Kitô hữu chúng ta trong ngày lễ lá hôm nay cũng như cả tuần thánh là bước theo Đức Giêsu trên con đường thương khó, để cảm thông, thấu hiểu tình Chúa bao la dành cho mình và cho toàn nhân loại. Đồng thời cũng để từng bước mỗi chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu, như là một khát khao cháy bỏng, như là một nỗ lực kiên trì vươn tới đích điểm cao cả trong cuộc đời của mỗi Kitô hữu chúng ta trên hành trình dương thế này. Là một người anh em hèn mọn, con xin được khép lại bài chia sẻ hôm nay với một niềm vui lớn liên quan đến Thánh Francisco Assisi, tổ phụ của gia đình Francis chúng con. Năm nay là tròn 800 năm thánh nhân được in 5 dấu thánh trên thân thể của Ngài. Đây không phải là một chuyện ngẫu nhiên, cũng không phải là một ước muốn đường đột và chóng qua,
Đây là thành quả của một quá trình dài mà thánh nhân đã say mê Đức Giêsu, đã khao khát cháy bỏng muốn được trở nên đồng hình đồng giá với Đức Giêsu nghèo khổ và chịu đựng đau. Quả vậy, như sử ký Phát Sinh kể lại, năm 1224, thánh nhân đã lên ngọn núi La Việt Na để giữ chay 40 ngày mừng kính lễ tổng đảnh các thiên thần Michael, Gabriel và Raphael. Ở đó, với không gian cô tịch của thiên nhiên, con người của cầu nguyện ấy càng cháy bừng ngọn lửa yêu mến Chúa một cách nồng nàn. Ngài đã lặp đi lặp lại nhiều lần lời cầu nguyện tha thiết thế này: Lạy Chúa, Thiên Chúa của con, Ngài là tất cả của con. Trước khi Chúa cất con ra khỏi trần gian, xin Chúa cho con được hai điều. Một là cho con được cảm nhận cách tối đa trong tâm hồn và nơi thân xác của con những nỗi thống khổ mà Chúa đã chịu xưa kia khi bị treo trên thập giá. Hai là xưa kia Chúa đã tỏ tình thương với loài người thế nào, thì nay cũng xin cho con được yêu mến Chúa đến độ tận. Lời cầu xin tha thiết chân thành với lòng khát khao cháy bỏng của thánh nhân đã chạm đến được cung lòng của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã nhận lời, Thiên Chúa đã xuất hiện dưới hình dạng của một thiên thần Seraphim với 6 cánh. Và vị thiên thần ấy bay xả đến gần nơi chỗ Phanxicô quỳ. Thiên thần đã chiếu rải hào quang tia sáng của 5 dấu thánh từ nơi mình in trên đôi tay, đôi chân và cạnh sườn của thánh Phanxicô. Và thánh nhân đã đón nhận 5 dấu thánh ấy suốt gần 2 năm cho đến khi ngày qua. Kính thưa anh chị em, chúng ta hẳn không dễ được Chúa ban cho 5 dấu thánh trên thân thể như thánh Phanxicô Assisi. Nhưng có lẽ thánh nhân sẽ là nguồn gợi hứng để chúng ta khao khát trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu nghèo khó và chịu đóng đinh ngày một hơn, ít ra là ở trong tâm hồn của chúng ta. Nguyện xin thần khí Chúa dẫn chúng ta đi theo Đức Giêsu trong cuộc sống mỗi ngày, nhất là trong tuần thánh đầy hồng phúc này. Cầu chúc tất cả anh chị em được dồi dào ân sủng của Chúa, rút ra cho mình được những bài học quý giá và cùng Ngài tiến bước trên hành trình dương thế với hy vọng mai sau chúng ta cũng được hưởng niềm vui trọn vẹn với đấng phục sinh. Amen.